clip này thì tôi nghiên cứu và chia sẻ với anh chị em cũng như các bạn về cái thông tin giá vàng của hiện tại. Thế như các bạn đã biết thì trong thời gian vừa qua thì cái giá vàng nó sụt giảm một cách chóng vánh do cái thị trường biến động của châu Âu và tình hình chung của Hy Lạp khiến cho giá vàng sập xuống. Thế thì nó ảnh hưởng trực tiếp với cái thị trường Việt Nam. Chúng ta thấy được giá vàng người ta còn đang dự đoán xuống 28 triệu đồng trên một lượng trong thời điểm này. Thế thì hành xử của những cái nhà đầu tư cách đây một vài năm thì chúng ta thấy được thông thường khi mà có cái biến động giá xuống như thế này thì sẽ có rất nhiều người xếp hàng để mua. Người ta sẽ trồng những cái bao tải tiền lớn để người ta mua vàng bắt đáy trong cái thời gian này. Thế nhưng thời gian gần đây thì sẽ không, đã không còn những cái kiểu giao dịch như vậy nữa. Thế vậy thì những cái mô hình giá và những cái yếu tố về giá phát triển cho cái thời gian này thì chúng ta thấy được là cái việc phân tích để chúng ta biết được cái tình hình tài chính cũng như là biến động để chúng ta đưa ra được các cái giải pháp cho bản thân chúng ta trong lúc này đối với mô hình vàng như thế nào. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái câu hỏi của cái việc phân tích giá vàng lúc này và chúng ta nên mua vào hay bán ra. Thì trước khi vào với những cái câu hỏi như vậy thì tôi sẽ cùng các bạn phân tích cái giá vàng tại thời điểm hiện nay tức là vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Chúng ta biết được rằng là tổng quan thị trường, nhà đầu tư đánh xuống của giá vàng trong thời gian vừa qua rất nhiều. Đối với lại giá thế giới thì giảm xuống 1.099 đô la một ounce và tác động ảnh hưởng trực tiếp với đến thị trường Việt Nam trong thời gian này. Cụ thể là đóng cửa quanh mốc là 33 đến 33.13 triệu đồng một lượng. Và người ta còn dự đoán rằng là trong vòng 1 đến 2 tuần nữa thì nó sẽ xuống đến 28 triệu đồng một lượng. Và thị trường thế giới thì người ta cũng đánh giá như sau. Có đến 45% nhận định giá giảm trong thời gian này. 40% cho rằng giá sẽ đi lên, tức là cái tỷ lệ đánh xuống vẫn cho chiếm ưu thế so với các cái tổ chức. Còn đâu là cái số còn lại khoảng độ 5-10% đấy là đứng ngoài thị trường. Vậy thì giá vàng lúc này là như vậy. Thứ hai nữa là có một cái chuyên gia nhận định rằng là cái chiến lược ông Colin Krisalinjin, chiến lược gia tại CMC Market cho rằng trong dài hạn thì thị trường sẽ vẫn đi xuống, nhưng ông nhận định yếu tố kỹ thuật và nền tảng tốt sẽ giúp đỡ giá vàng trong tuần này. Giá vàng bắt đầu bước vào thời kỳ thuận lợi vào tháng 8 và tháng 9 hàng năm, bởi vì lúc đấy là cái dữ liệu mua vào của Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ với cái mùa lễ hội và mùa cưới khiến cho giá vàng và sản lượng vàng được tiêu thụ lớn khiến cho giá vàng lên. Thế thì cộng với lại cái diễn biến bất ngờ của cuộc họp Fed trong tuần này thì nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái việc gia tăng giá vàng, nó trực tiếp ảnh hưởng đến đồng bạc xanh đô la. Dù vậy thì trong một những yếu tố lớn khiến nhà đầu tư lạc quan là giá bán đã quá đà trong ngắn hạn. Người ta nói rằng giá vàng đã bán quá đà, tức là cái việc quá bán đã bắt đầu hình thành, cộng với các cái chỉ số của việc đánh xuống cũng như là cái giá trị khai thác khiến cho giá vàng là đang giảm hơn, cũng như là cái mức chi phí bắt đầu là ngang với cái mức chi phí chưa có lãi của cái việc khai thác lượng vàng mới, khiến cho là cái giá vàng xuống đáy cũng cho thấy một cái tỷ lệ là người ta sẽ dừng lại đánh xuống trong thời gian tới. Tất nhiên thì chúng ta có thể thấy được là thị trường nhìn chung yếu là điều không thể chối cãi. Cái lực mua đặc biệt là Trung Quốc cũng như là cái khủng hoảng tài chính của châu Âu cũng như là đồng bạc xanh nó mạnh lên khiến cho giá vàng lên, nó không thể nào đảo chiều ngay trong ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì đây cũng là vấp phải một trong những cái yếu tố là kháng cự rất là mạnh của giá vàng theo cái biểu đồ. Thì chúng ta có thể thấy rằng đối với Việt Nam thì chúng ta có thể là biết được rằng là gì ạ, chúng ta mua trong dài hạn, chúng ta bình quân giá là cái biện pháp an toàn nhất. Có rất nhiều nhà đầu tư thì đem những cái lượng tiền lớn để mua một lần, nhưng tôi khuyến cáo rằng là mua trong thời gian ngắn hạn như thế này thì chúng ta mua dài ra và chúng ta bình quân giá thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiếm được lời. Thì đây là một trong những cái phân tích giá vàng trong thời điểm hiện tại. Trước khi vào các cái câu hỏi của chương trình thì
tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề giá vàng của tuần này, đó là cái mức độ ảnh hưởng của giá xuống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, và chúng ta sẽ đón xem các cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.